đó. Xô vậy 250 em ơi. Nhiêu ký chị? Em lựa thì 300, còn lấy hết thì chị tính cho em 270 ngàn. Dạ rồi, cho mày nè. Còn nó đâu này, bự trong này nè, còn thẳng này nhỏ mà 300 hả? Ê em trẻ này còn nhỏ nó ra nữa em, trẻ nó dễ chắc không á. Có mấy cái con nhỏ ngọn đây là chị có thêm chứ chứ không phải là chị đánh đâu nha. Mấy con nhỏ này nó hơi bị chua ra. Cho em mượn con nhỏ. Chắc không á, nó kẹp. Kẹp hả? Thôi thôi đừng có lọc nó ra, đừng có lọc tội nghiệp nó. Ý là chị lừa bạn lấy về bùi chị cắn cho em thôi, còn mấy con nhỏ nhỏ nó hơi chị cho. À. Là mới đem bắt xong luôn hả chị? Để xíu em coi cái này. Ủa cái này cái gì chị? Cá là cá cầm xa. Chặt sống nè. Chặt sống đại chưa? Ngon lắm. Chị cắn nó, chị cắn mấy con nhỏ quá nó chị chưa lại. Thôi đi chị cho thêm. Để đi anh đi dẹp nó đi cho nó ngon cho rồi em nè. Dạ rồi để em coi đi lấy quay lại. Lát quay lại lát. Mua đi em. Hai con được sáu trăm đẹp không em? Cái gì? Hai mươi gẹ sáu trăm đẹp bán thôi. Bán chứ? Cái này đuối anh. Cái đuôi này, cái đuôi lớn này. Đây này, cái đuôi lớn này. Bán này. Ăn cái này này nấu nổ cái đuôi. Ủa còn con cá này cái gì chị? Cá này cá lưỡi trâu. Cá lưỡi trâu á hả? Rồi bốn nặng này. Con này con gì? Cá gì? Bốn nặng giác nha. Con cá. Cá này cái gì? Đủ sóc. Đủ sóc hả? Ngon quá hả? Đây ăn được tươi. Vừa xuống là nó còn nhớt nhớt là biết nó còn trong bò. Lưới đi ăn. Bên sau chị qua lấy hai con đó. Mấy lưới không? Đó trong trong á. Cụ đây, cụ đây, lừa đi. Cái chỗ nó cắn hả? Cái gì vậy? Con tôm tích. Ờ đúng rồi nó muốn. Ôi trời. Lấy mấy con hai con. Đã không? Cái này mình thả xuống cái là nó dính vậy luôn. Ôi ôi nó búng cái chảy máu. Lấy kia xuống đi. Con này nó kẹp mất rồi. Kẹp đâu? Cụt hết rồi, sao kẹp được? Có con chưa cột. Cụt rồi. Đó con đó, cái đó. Ghẻ lưới nè.
Uống cá này cái gì vậy? Chai. Chai hả? Ê giờ nó có cái con này con gì? Anh cái con này con gì vậy? Con cúp hả? Chỗ này lưới quá trời luôn. Con cúp. Con cá chích rồi nha. Dạ. Uống cá này cá gì vậy? Cá cháp gì? Cá cháp hả? Con ốc này? Giáp. Giáp hả? Ôi bự quá trời luôn. Cái này nè, tôi mới mua 150 ngàn cho dùm ta nè, mà muốn ăn thì lỡ rồi tôi bán lại, tôi chia lại luôn cho. Con cá này nướng nguyên con luôn, khỏi làm nữa. Hơi bị béo. Cái gì? Mình xa. Mình xa hả? Con cá này mình xa nè, còn này cá chai nè. Cá chai nha. Cá chai. Còn này cá đuối. Còn mấy con nhỏ nhỏ này. Mấy nào? Ồ, có lưỡi trâu nữa. Lưỡi trâu nè, cá đù. Đù. Ôi, đù nhỏ ngao. Đã ngon quá. Còn này đù ngao nè. Tôm thích biết không? Biết, để mới bị bún chảy máu. Rồi. Đó, mua cái đó lên nướng là đẹp luôn. Con cá đây 150 đó. Tại cái này mua con cá đi chùm. Tại mà khi nó quay lưới thì dính. Mua chùm cho khách mà bây giờ thích. Lựa mấy hai ba ghẹ gì đi. Ok, để lựa ghẹ ngon nha. Cái này là ghẹ thiên nhiên. Ghẹ, ghẹ này ghẹ biển mà, đi đánh lưới mà. Mấy con nhỏ nhỏ này nhỏ xíu luôn. Đó, để nếu mà ra lựa thì ngồi nó giá cao một chút đâu lựa cho. Nhiêu ký? 400. Cái gì 400 mày nói mới nói nhiêu bây giờ lên 400 rồi. 350 là ghẹ xô, bán xô á. Được mà. Để lựa mấy ghẹ xanh. Đúng rồi, ghẹ xanh nó ngon hơn. Rồi ok. Thì lựa ghẹ lựa khác, còn mình bán xô khác giá nãy tao kêu bán xô mà. Ai mà chém chặt gì đâu ngộ. Ngộ. Đang quay phim kìa. Đúng không? Để gỡ mấy con đi. Ghẹ nó có nhiều màu quá. Có đâu, nó con ghẹ này á, giống này là con giống ghẹ này, ghẹ nhẹ nhàng á, ta kêu ở miền Tây kêu nhẹ nhàng á. Nhẹ nhàng. Này ghẹ xanh đây nè. Còn cái loại ghẹ sao nữa. Đây không có ghẹ sao. Em không cần con ghẹ bự đâu, cần nó đặc thôi. Ok. Ghẹ đây bây giờ con nào đặc. Tươi rồi. Đó không có. Con nói con mua cho ông bàn á, mua cho ông bàn đó, ông vô bể đòn á, chạy vô bể đòn nãy ông cân mấy chục ký không á, chạy trong mặt sức mang ông để lại rẻ bao nhiêu mà, để bể đòn đi, con nói một ký đúng đó 150 nhà con muốn lấy thì ông trả tiền cho ông Hoàng cũng được, hả? Thì ông lấy đi, ông lại đưa tiền đó luôn kìa, nó kìa, Hoàng hả? Đó. Thì đó là trả luôn. Mấy giờ anh mới đi thả lưới? Chiều nay chắc nếu mà làm lưới xong đi. Còn lưới xong giờ nào đi giờ đó rồi. Rồi sáng mới kéo, sáng 3 giờ. À, thả xong rồi
ra thì ta kéo sau. À bỏ đó, ngâm đó rồi. Đưa mày chú mày chạy giùm đi. Kìa nó đứng rảnh đưa giùm luôn rồi mệt quá. Đi. Tôi đâu có mắc mới, tôi lấy con cá về tôi chưa tính tiền công nữa. Nước không trong, con nước trong trong nhìn kìa đẹp. Ngồi gớt xuống xuống dưới luôn hả? Rồi. Lỡ trời. Đó, quay ghẹ đi. Quay cá. Ôi dính cá quá trời luôn. Ôi trời, có cái con này con gì vậy anh? Con gì tôi cũng không nhớ tên. Là trên sao biển. Sao biển hả? Cá trăng nha. Vậy cá nó đặc luộc hơn như là thế nha. Dạ rồi. Con xăm vậy chứ đừng có. Ủa cái này con này đụng vô được không? Được. Con nói con gì không? Cái con sao rồi, con quắn con gì á? Sao? Kêu tên khác vậy nữa đi. Dữ dội vậy hả? Rồi, cá ngựa tử rồi. Ôi đây con này con gì anh? Cúm. Cúm. Là bán càng đó. Càng cúm á là nó tí mấy trăm ngàn cúm. Đây. Mấy con ghẹ. Con gái. Lấy mấy con ghẹ. Ba con, ba con. Bốn con đi. Nha. À, bốn con cũng được. Bốn con lựa bốn con gà gạch cho em đó đi. Nhưng mà ấy da. Nhưng mà không cần to đâu, đặt là được. Ok. Sáu con đi, hai người người ba con. Sáu con cho đủ ký. Bốn con mỗi giờ này giờ mình lộn. Con cúm. Rồi còn cá đuối hết nhiêu 50 ngàn có lấy kêu bả làm được cho. Rồi móc của móc ra rồi gửi sạch cho ta đem. Ngày mà mình lưới đủ thứ loại hết ha. Hai con gà xanh, hai gà cốm đi, gà xanh không bằng gà cốm đâu. Gà cốm là gà cái đó, con gạch á. Rồi hai con xanh, hai con cốm, hai con này. Đến con này đi, con này ngon nè. Cứ ăn đi một hồi lại đây, có gì về mua đi. Mà chiều nay cũng có gà nữa mà mua. Đó, bốn con này con cho ta đi. 350 đi. Cái chuối nó kìa. Nó cái chuối, cá lũ mộng. Không, không, tôi chơi gói chuối theo. Lẹ. Kỳ ta, tay hướng gói chuối kỳ ta. Anh đi. Mua gì ăn vậy? Rồi. Thôi ăn nha. Hỏi rồi. Xuống dữ. Nửa ký. Nửa ký là 175. Thì bây giờ 175 coi gỡ con nó đi cho thẳng 200 đi. Hai con. Là hai lạng mà 70 ngàn một con thôi. Rồi đủ rồi đó. Rồi 7 lạng rồi 6 con. Rồi ok. Dạ ok. Bán rẻ luôn. Hơi bị thôi ha, hơi bị thôi ha. Có đâu. Ép cho ăn rồi chứ. Mang thử đi, thở nó xuống. Dạ rồi. Chị càng cúm hả? Hai càng lấy hết đi. Ga nè, mực tuột nè, gặp xiếp nè, bổn đạo đây. Còn, càng cúm tự nhiên là mắc lắm á. Ga đó làm đủ cho đủ nghề luôn. Cho em gửi. Rồi em cảm ơn nha. 200 đúng không? Hai sĩ, hai sĩ. Ủa mà nó độc lạ chỗ nào? Độc lạ là nó không giống mấy con ghẹ đây. À. Con nó giống không chị? Con nó làm gì đó? Con nó người nào thích ăn, phải ăn cái con người nào ăn người đó chứ không? Vậy hả chị? Chỉ là con nó hiếm. Hiếm? Đây là ghẹ độc lạ.
cho chị luôn á, hỏi lấy. Có cái gì bên này to, ông kia đủ không bán luôn. Con cúm. Ôi trời, con này con gì chị? Con đang mua, không biết con gì. Đâu, ừ, con này không biết con gì luôn hả? Không biết con này con gì luôn cả nhà ơi. Hỏi Thành biết con này con gì không Thành? Không luôn hả? Con gì? Con gì? Sang khô. Ồ. Không biết con này.